Anh không hôn em như người ta, anh không đưa em đi gần xa, anh không cho em những món quà mà sẵn đến trong tim anh đã xem em là tất cả. Mắt anh là em thấy ánh sáng của mình em đây, em đây đã sắp đủ 30, em chỉ cần người đàn ông của em hay âm thầm đón em lúc tan tầm, bàn tay ấm dù mưa sẽ cấm, đặt vào tay em, đặt vào tim em. Ai là nó, ai là nó em? Em anh phải nói ra lời nhớ, ra lời thương đau. Em nào có, em nào có em? Em anh phải nói ra lời nhớ, ra lời thương đau. Vì em cũng biết rằng lời càng khó nói lại càng thêm chất chứa bên trong thật nhiều những chân thành. Em ai là nó, ai là nó em? Em anh phải nói vì lời nói chỉ nằm trên môi. Em không sao, em không sao, không sao, I'm okay. Đôi khi em bận lòng nên em dối em buồn sâu. Em không sao, em không sao, không sao, I'm okay. Nhưng anh ơi em thật lòng.